tenere la come. Hút đi. Rồi, hôm nay giới thiệu mọi người tiếp một cái trường hợp mà lấy bỏ cái răng gãy ở chân xa của răng 26 và đặt implant tức thì. Đây, một cổ lang đây này. Đây, gãy chóp. Bắt đầu cổ lang này. Đấy. Rồi, ống xúc miệng đi. Không nữa. Ok. Hơi ong ong ở đầu tí thôi. Sườn cứng lắm. Tốt. Cái implant nó vào dưới cái gương, thấy cái gương chỉ nha. Dí màn hình vào giữa đi. Màn hình vào giữa. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Ok. Hát tập to nữa. To nữa. Tuyệt vời quá. Quá tuyệt vời. Chờ cho xương nó lành thương chứ. Đấy, rồi, ok. Đấy, mình phải lần cả xoang lên.